Hello. Xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Trà Trà nha. À, kính thưa quý bà cô chú anh chị em cùng bạn bè thân mến, Hiển Phô Viết đang đứng tại bãi biển Hồ Long Gông để mà nhìn ngắm cái mặt trời mọc nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Thì đêm mà hôm mưa rất là lớn. Sáng hôm nay tranh thủ đi ra đây để mà review cái cảnh quan mà tại bãi biển Hồ Long Gông. Sau lưng Hiển có những cây thông này, thông to mà công nhận nhìn thấy đã nè. Ai hôm bữa mình cắm liều mình nói là đi ra biển uống cà phê đó, nhìn nó đón mặt trời mọc đó. Cầu được ước thấy. Phải quá. Rồi trời mặt trời mọc nó đẹp á, chút xíu nó đẹp lắm à. Ta đau ước lâu lắm rồi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy nó như thế này nè, cái những cái đá này giống như là nham thạch nha các bạn, nhưng mà nó ngộ lắm. Tại vì trên thế giới này mỗi một nơi có cái địa hình, cái địa chất nó khác nhau, thành thử đá, cát đồ nó cũng khác. Nó hay có một cái là thì, phía đó cát hồng ha. Mình nhìn thấy đá thấy ghê gì chứ, khoảng một chút xíu thì nó có một cái vịnh gì đó rồi có cát cho người ta tắm. Ở kế bên đây cũng vậy, nó ngộ lắm. Đó, bởi vậy mới có câu nói là 27 năm mới tắm hết nước Úc lần vậy đó. Thì những cái eo như vậy đó, nó vô tình chung nó làm cho cát nó bầu lên thì người dân họ sẽ tắm chơi à, nó sao? Không nguy hiểm. Sáng còn lạnh có người bơi kìa. Đó, có anh bạn giờ này anh ta anh lội thì hụt ở dưới biển đó không lát nữa mình bơi nha. Trời đất ơi, công nhận ra đẹp. Giờ này Hiển mặc đồ ta nói 2, 3 lớp bên đây. 1, 2, 3 3 lớp. Mình không hiểu lý do tại sao mà cái cỏ mà nó mọc được ở dưới nước mặn này. Trời ơi, Phô Viết đang kiếm cái này nè. Thấy không? Nè. À, nó mọc dưới này luôn ha. Đó. Mà sao nước mặn nó cũng mọc được vậy? Nhiều lắm kìa. Cái này giống như là mình nói xương rồng á. Bên kia nhiều lắm kìa. Xương rồng mà mọc trên đá nè. xương quá trời luôn kìa. Thì những đi người, bám cái chân nha. Những người mà nha. họ trồng đó các bạn, họ bán thì một chậu như vậy, một tép gì thôi cũng 5-10 đồng nha, chứ không rẻ đâu. Đó. Thì các bạn biết là bên đó bây giờ Hiển sẽ chạy xe qua bên đó để cùng với gia đình rồi mời các bạn review chơi cái cảnh quan một cái lô hô mà của cái nước Úc. Thì cái vùng này là khai mà nhưng mà cũng của tại Hồ Long Gông, là Hồ Long Gông là tiểu bang chứ hay là nó thuộc về thành phố, chắc thành phố quá. Hồ Long Gông nó chạy dài xa lớn lắm mà, lớn lắm. Nhưng mà cái này nó gọi là khai mà đó. Thì ở đây cũng có cộng đồng người Việt nữa nha các bạn. Cũng có cộng đồng người Việt, cũng có chủ tịch cộng đồng đồ này kia. Nó cũng giống như các tiểu bang khác vậy đó. Thì mình nghĩ cũng lớn chứ không có nhỏ đâu. Đó. Thôi, bây giờ mời các bạn đi qua bên nè. Cái đó. Giờ này mình ngắm cái cảnh mà nước mà nó sẽ bắn lên từ cái lỗ lô hùng. Bắn lên. Rất là hùng vĩ luôn. Rồi, bắt đầu mình đi nha. Đây, ở ngoài mấy biển có cái cây này nè, các bạn cũng có trái quá trời đẹp luôn nè. Thấy không? Những cái cây này như giống như những cái lá của cái cây này mà khi nó khô chúng ta đốt nó trái dữ lắm, tại nó có nhựa đó. Này nó có gai, các bạn, gai còn dữ hơn gai sầu riêng nữa. Đó, coi nè. Trời ơi, cái trái này mà ghét ai mà hái mà trội cái một vô là thôi. Hình như cái trái này nó hái nó gối vô cái bó bông nó bán á. Đẹp thấy quá. Nó giống cái rất là nhiều trái nha các bạn. Coi nè. Đẹp quá à. Nào giờ thấy cây này chứ đâu thấy cái trái đẹp vậy. Cái chừng nước nó văng mưa hôm nó đọng nước đó, cái chừng nó bị văng nước xuống. Đẹp quá đẹp. Ủa tại sao có cái nhánh nó có trái mà mấy cái nhánh ngoài này nó không có trái? Đâu có, ở trên ngọn có trái nhiều lắm kìa chứ. Sao mình nhìn không thấy thôi. Rồi mặt trời lú lên rồi kìa. Tại có cục mây nằm phía trên. Cục mây trên đậy lại bởi vì bị lâu. Thank you.
À, các bạn thân mến, bây giờ hiện tại giờ mình với gia đình ở đây tới cái vùng khai mà là khai có mà. Cái lô hô ở phía trước mặt thì Hiển nãy đứng bên kia Hiển có chỉ cho các bạn đó. Bây giờ Hiển đã tới đây, giờ mời các bạn đi theo Hiển đi lên đó mình trải nghiệm, mình khám phá coi cái lô hô này nó như thế nào mà nổi tiếng đó. Rồi tại sao ở đây mà có nhiều du khách các nơi đổ về để mà xem, mỗi năm cả mấy triệu người chứ không phải là ít nha các bạn. Đó, mời các bạn nha. Cái vùng này gọi là Khai Mà này á, là các bạn biết là nó có cái lô hô nè, nó lô hô này nè, là cái khu này là cái khu du lịch nổi tiếng của cái vùng New South Wales này. Lý do là ở ngoài này có một cái đường nước nó vô thì nó vừa nước vừa gió nha các bạn, nó thổi vô, nó cứ thổi hoài vô. Thì ở phía sau này á, nó có một cái khoảng trống, nó để là chamber, là cái bong bóng cái gì đó. Thì khi vô trong này á, thì khi mà cái lực gió với nước nó đủ nhiều rồi đó các bạn, nó sẽ đánh ngược trở ra. Nó đánh ngược trở ra thì bị cái ở ngoài này nó thổi vô thì hai cái nó sẽ ép lại. Nó ép lại để cái lực của nó ép mạnh á, nó tức nó sẽ phọt lên. Thì lâu lâu chúng ta nghe một cái phun đó, là khi nó ép á, là cái nước với gió nó sẽ bắn lên. Thì gặp mà trời biển động đồ này kia gió nhiều á, nó lên có thể là 40-50 thước luôn nha các bạn. Bởi vậy cái chỗ này rất là nổi tiếng, du khách tới đây rất là nhiều. Họ hướng dẫn những người đi du lịch, đi tour đó là đi xuống đây để mà tham quan ngắm cảnh. À, các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển với Phó Bếp review một vòng cái lô hô này cho các bạn thưởng lãm đó. Thì tiếp theo đây thì Hiển với Phó Bếp mời các bạn đi xuống cái downtown ở dưới này để mà coi cái vùng của Khai Âm Mờ này. Họ mua bán cái gì rồi họ sinh hoạt ra làm sao. Đó, bây giờ mời các bạn đi theo Hiển nha. Ở dưới có cà phê không? Có luôn. Uống cà phê lạnh quá, uống cà phê nóng rồi. Mình đi tới cái khu mà nó bán cái quà lưu niệm á, ở đây nó có mấy cái bảng nó để cũng vui vui nè. Ủa kéo qua dính luôn hả? Nó cũng vui vui. Ủa bỏ à? Đây. Giờ này mình đi sớm á, quà lưu niệm nó chưa có mở sao mua? Có thử coi. À, ở đây nó bán những cái đồ mà của người thổ dân họ làm bằng tay đó, đây nè. Ho cái ly mà nó họ khắc luôn nè. Ở trong nó có nhiều đồ đẹp lắm đó. Sớm quá. À, các bạn thân mến, bây giờ Hiển với Phó Bếp đã xuống cái chỗ cái khu phố thị nè, rồi mình đi vòng vòng kiếm cà phê hoặc kiếm này kia có gì lạ mới rồi review cho tại gia đình mình xem chơi. Sau lưng Hiển này những người làm những công chuyện là tỉa cây cảnh rồi, mình sở dĩ các bạn thấy ở Úc mà cảnh quan nó đẹp, không phải khi không mà nó đẹp, thì cũng nhờ những người cần mẫn họ làm việc cỏ cây rồi này kia. Cây cao thì họ cắt bớt xuống, lá khô họ cũng cắt, cái mấy cây cảnh mà bông qua đi nữa mà cao họ cũng cắt tròn lại, bởi vì rất là cực khổ. Đó, cái thành phố này thì gọi là thành phố du lịch mà nó đẹp lắm các bạn. Quán ăn à, Hà Nội, à đây có quán Hà Nội nè. Đâu? Đây nè, cái chi
chữ Hà Nội nè. Ồ. Con ăn. Các bạn thấy không? Giữa xứ lạ quê người, tự nhiên nhìn cái chữ Việt Nam hoặc là những cái từ ngữ mà nói về quê mình, cái thấy người mình nó sao xuyến, nó làm sao á. Ừ, mà cho dù nhiều khi để giữ việc cái vô, cho nên nói tiếng Anh không hả? Cái này là tiếng Anh đọc thành sao? Tại với chính liền là... Hanoi. 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 À. Thôi giờ mình đi uống cà phê. Sở dĩ Hiển thích review những cái khung cảnh mà hơi cổ kính như vậy nè. Các bạn biết có những cái kiến trúc, có những cái sinh hoạt, văn hóa đồ nó hơi xưa, nhưng mà mình thì thích xưa. Nó vậy nó ngộ nha, không biết sao. À. Nếu mà các bạn từ Việt Nam du lịch qua đây, các bạn nhìn sơ qua các bạn không nghĩ đây là cái nhà băng. Đó. Cái tòa nhà thì nó hơi cổ kính, nó hơi xưa, có cái hình của anh Bradley hay gì kìa, Elvis Bradley không biết phải không? Đó, nhưng mà giờ họ lấy họ làm nhà băng là Westpac. Nhà băng này cũng lớn lắm ở Úc đó các bạn. Cái này nó giống nhà hát hồi xưa hay gì ha, cái gì ngon ngọt ha. Bây giờ là nhà băng này. Anh bên này gắn ATM luôn nè. Hả? Thì nhà băng này có ATM thôi. À. Đó. Bây giờ phó biết muốn rút tiền thêm không? À, đây là cái máy ATM mà Việt Nam mình giờ cũng có rồi các bạn. Đó, thì ở đây thì vậy đó, không có phải mà phải lồng kính rồi này kia, nó thoải mái vô tư. Không có tiền đâu rút. Chỉ review thôi ha. À, thôi lại coi thôi chứ không có. Rồi bây giờ mời các bạn vô cái quán Ý này, mình mua những cà phê với bánh rồi này kia nha, cho mấy đứa nhỏ nhà ăn luôn, coi chừng sau lưng phó bếp đó. Ok, lấy khẩu trang địch cho mới đi vô được. Khẩu trang. Đẹp quá trời ha. Ở đây có cái bánh ngon quá nè. Đó, trời ơi, cái bánh làm thấy đẹp quá vậy. Các bạn biết thấy những cái bánh như thế này thật sự là họ bán là họ tính tiền công của họ luôn. Bình thường cái bà mà bán vỉa hè đó 2 đồng cái mà vô đây là họ tính 12 đồng là 10 đồng tiền công. 7 đồng rưỡi. Nó thách không à. Đẹp quá. Ở đây là những ly cà phê Starbucks hoặc là thế này thế nọ. Đâu còn bánh kia nữa kìa. Đây cho tướng công uống trước đây. Rồi tướng công uống thử. Mời các bạn thử review cái cà phê sữa đá của Ý nha. Cái này của Ý ẹ nha. Ở đây nó có mua thêm mấy cái bánh này nữa nè anh. Ồ, bánh này dương táo này của anh thích rồi hả? À, cherry với lại apple. Hiển nhìn cái đó sao mà Hiển nói của Ý, tại vì các bạn nhìn cái màu cờ Ý đó, màu xanh, màu trắng, màu đỏ đó. Ủa mình mua cái quán bên kia mà. Mình mua quán bên kia. Của Pháp. Của Pháp mà, hồi nãy mua bên kia hả? Mua bên Pháp chứ không phải bên Ý. À, nó kế bên. Nãy mua bên Pháp. À, cái này của Pháp. À. Cách Ý một gan. Cách Ý một dách. Ngon không vậy? Cà phê ngon vậy? Của Pháp thì của Ý gì cũng vậy. Thua cà phê đê, sữa đá của mình salad. Dạ hả? Salad. Đâu thử cái ngon không? Trời ơi ngon chứ anh. Ngon hơn ly cà phê của ở nhà mình. Nè muốn ăn thử miếng bánh nào? Rồi ăn miếng bánh táo. Thôi cho ăn miếng bánh này. Bánh này không ăn đâu. Thôi ăn thử miếng bánh này thôi. Quá đẹp công nhận. Bánh dừa với lại strawberry. Nói về bánh á, Việt Nam mình không có cửa với Pháp rồi. Thiệt. Ngon quá trời ha. Ngon. Quá dữ. Cái trắng trắng này là táo đó các bạn. Táo họ sắt rồi họ sơn đường lại họ để vô vậy thôi. Mời các bạn nha.
Đây, mời các bạn ăn miếng bánh bánh táo nha. Đâu, cho cảm giác coi. Thì theo mình thấy đó nha, là nó thua cái bánh của cái chị ở Calivel Việt Nam làm. Nữa. Người Việt Nam mình thấy vậy chứ hay lắm luôn á. Bánh của người ta rồi bắt chước làm, làm ngon hơn người ta luôn. Đó. Cái đó là vấn đề bánh mì nha. Mà bánh loại bánh này thì không lợi à. Bánh này là không bằng. Không bằng, bánh này thì... Bánh này thấy thua à. Thua Việt Nam. Không, mình cũng phải công nhận một điều là các bạn, bánh mì không của Pháp đó các bạn, nó rất là ngon. Tại vì mình có diễm bút một lần đi qua Pháp rồi ăn được cái bánh mì ổ bánh mì không đó. Mình ăn mình cũng bình thường thôi, mình không nghĩ gì xa vời. Mình khen ngon. Thì khi mà về Úc rồi đó thì được bác kế bên nhà bác nói trời ơi được ăn bánh mì của Pháp là diễm phúc rồi. Là có rất nhiều người ước được ăn bánh mì của Pháp mà không được. Cái đó là mình nghe nói cho mình cũng không hiểu. Mà ngon thiệt công nhận. Các bạn thân mến, bây giờ ông già Hiến chạy chợ này chuẩn bị đi ra ngoài mưa. Ở ngoài trời đang mưa nghe các bạn, mà nhiệt độ khoảng 17 độ. Đó, 17 độ C. Thì nói chung là cũng hơi rung. Nhưng mà không sao, chịu khó mà. Đó, bây giờ to tàu đó, coi có nước đó kìa đó. Các bạn nhìn thấy là rùng mình rồi đó. À, và các bạn cùng Hiến chạy chợ trải nghiệm ra tắm hồ giữa mưa nha. Mình nhớ lại tuổi thơ tắm mưa. Đó, đại khái vậy đó. Bây giờ Hiến thấy sao, rung không? Thấy rung quá, sợ quá. Ở đây thì các bạn thấy có cái lốc, cái cửa nó như thế này nè. Khi mình mở lên á, mình mới mở cái cửa được. Đó. Trẻ em không bao giờ dối tới cái này. Mà nếu em nào đã dối tới có nghĩa là em nó đã trưởng thành. Thì các bạn thấy người Úc họ lúc nào họ cũng nghĩ bảo vệ trẻ em. Mình thấy thường thường những cái clip mà gia đình ở Việt Nam trẻ em hay bị rớt xuống hồ đó, cái đó nguy hiểm lắm. Qua cái clip này Hiển mong mỏi rằng những gia đình nào mà có hồ bơi đó, mình nên làm hàng rào để bảo vệ gia đình, bảo vệ trẻ em, rồi bảo vệ người thân của mình nó khỏi có cái bất trắc các bạn ha. Đó, rất là hay. Mà không có bao nhiêu đâu. Thật sự, cái này mình nghĩ không đó, bao nhiêu đâu. Dỡ lên là kéo ra đó, khi mình đóng là mình thì, lại. Thì cái này là không có gì hết trơn, nó đơn giản lắm. Mình dỡ lên là nó không có lóc cái cây ở đây nữa, vậy thôi. Đó, bây giờ xuống tắm nha. Phổ bếp phải rung dữ rồi. Nó không sâu nghe, có mét ba. Tắm luôn. Không phải mét ba đâu mà tới. Ủa sao sâu chứ hả? Ủa sao nó để có mét ba hả? Sâu lắm. Phụ nữ ở bên Nga đó các bạn, tới cái mùa đông mà băng giá đó, họ hay có cái tập tục là nhảy xuống ngâm mình ở dưới cái băng á. Băng nha, chứ không phải là tuyết đâu. Nó âm mấy chục độ, mười mấy hai chục độ, ba chục độ nữa. Rồi họ phóng xuống nè, coi ai phóng chịu được lâu nhất, rồi chạy lên tắm nước nóng liền. Đó, tốt cho tim, tốt cho tim, cho phổi, cho gan, rồi cho trí óc rồi. Rung dữ rồi. Rồi, rồi thôi giờ vậy nha. Nãy giờ mình tắm cũng hơn nửa tiếng rồi. Giờ chào các bạn, Hiển phố bếp lên nha. Đó, vậy đi. Lộ qua cái nữa nha. Được rồi.
minutes later. À, các bạn thân mến, sau khi mà tắm ở cái hồ xong rồi đó thì nghỉ đó khoảng mình nửa tiếng á, rồi gia đình mới bày ra để mà chuẩn bị nướng barbecue. Thì cái khu kitchen này, cái nhà bếp này là chỗ tập thể cho mọi người, ai cũng có thể xài được. Với điều kiện chúng ta xài xong, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ để cho cái người kế tiếp họ vô họ xài đó. Thì ở đây có hai cái lò nướng nè, mấy đứa nhỏ nó nãy giờ nó cũng đang chùi rửa, thì mình mở cho nó nóng lên rồi cái là mình xài lò đủ rồi, tại vì mình cũng không có nhiều lắm đâu đó. Đó vậy thôi, chứ gì nhiều khi nó dơ á, mình chùi xong mình cho miếng nước nóng vô cái là tự động nó sôi, cái nó tốc ra hết thôi. Thì ở đây mình có chuẩn bị một số thịt mẹ nhà kho bếp ướp, này thịt ba chỉ, rồi chim cút. Đó, chim cút mình cũng ướp sẵn luôn. Bên đây có mấy xúc xích. Ở đây thì có một mớ đồ hồi hồng chịu qua ăn lẩu đó còn đó, chứ bữa nay về giải quyết cho nó luôn. Rồi một mớ sausage. Đó. Ở đây mớ hem, rau cải, dưa leo, cà chua, rồi chanh các thứ, củ hành. Còn đồ chính này nằm bên kia rồi. Đó, mới salad ở nhà đem theo nữa, có gì đem nấy. Đó, đại khái là vậy. Thì trong nhà bếp này có đầy đủ hết, lò nướng bánh mì ấm rồi các thứ. Cái món này ngon nhất nè. Wow. Ồ, nấm rửa xong rồi nướng. Đây, cái nấm này mà mình nướng ra, mình để tí bơ lên như là trầu luôn, nó ngon. Đó, bây giờ mình bắt đầu bắt tay vào việc nướng thịt rồi đi. Nướng luôn. Cái này nó bị ấy rồi. Phải nó mất cái lò xo. Tại vì không phải thợ nấu nó không có gấp được, mình thợ nấu mình gấp được các bạn. Ô độc nha. Này phải rửa lại cái đi. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Thơm quá các bạn ơi. Vậy đó, cái mình rải lên, cái mình chế xót lên nè. Thì cái nhà bếp ở đây họ làm rất là thoáng rồi các bạn. Họ che một cái vách này thôi, còn bên đây cũng kiến là mình mở ra được. Còn bên phía ngoài đó là nó thoáng luôn á, bởi vì nó không có hâu. Nó có mật ong á anh, bởi vì nó khét á. Mới đi lấy mật ong về đó, bởi vì ướp vô hơi nhiều. Ở đây họ trồng những cái loại rau như vậy nè các bạn, là để mình đi đến đây mình cần thì mình ngắt vài đọt để mình bỏ vô canh, vô salad thôi. Này cái nó đủ loại, cái này để cho mình nướng nè, cái này là cái húng cây húng lũi rồi đó, nó mình Việt Nam mình có nè. Cái này quế rồi các bạn, ở đây là ngò rí, đây là lá chanh, nhưng mà mình đâu có xài gì lá chanh đâu, thôi đi khỏi đây. Bên đây là cũng có mớ ngò rí nè các bạn. Thì cũng giống như bên kia, rồi cũng có húng lũi rồi này kia này, hẹ hay là cái gì đây nè. Các bạn thân mến nha, sau khi hơn nửa tiếng mà mình nướng thịt rồi này kia barbecue này các bạn, bây giờ thì cũng xong rồi, mấy đứa nhỏ nó cũng làm salad rồi xong. Bây giờ mời đại gia đình mến yêu cùng dùng bữa chiều với Hiển phó bếp nha. Bữa nay mình đi ra ngoài thì mình ăn như vậy thôi. Cái view ngoài nhìn đẹp quá trời ha. Đó. Bây giờ sao đứa ăn, đứa dòm, đứa ăn. Không phải, cái này là vụ ổng ổng dòm cho mình ăn. Đó. Mời các bạn nha. Đây. Có bổ sung thêm một lon bia. Đó, thì mình đi chơi mà có bia gì uống bia nấy, có nước gì thì uống ngay đó. Ngon quá đi. Đây mình lấy cái salad đi. Đó. Anh lấy cho. Cho đây miếng luôn, bằng số 4. Đó. Đây. Cho có biết một cái nấm nè, phải là có biết phải ăn nấm. Mình cũng ăn miếng. Mà các bạn bây giờ là có uống thử gì, thử xúc xích trước đi ha. Cái nào cũng được. Ăn thịt đi. Bacardi, Bacardi rồi đây. Cái này là thịt ba chỉ mới mua. không phải ba cần ha, ba chỉ ha. Ủa? Ủa? Không biết mình chết liền ha. Không được, phải ba chỉ thôi.
À. Nó cay cay nó mới ngon, tại vì trời đang lạnh mà mình ăn nóng nóng cay cay. Trời ơi, hấp dẫn quá. Đây mời các bạn. Hư vậy? Đó, bổ sung của hành nữa. Thật sự ra mình may mắn một cái là vào mấy cái ngày giữa tuần thành thử ra du khách cũng ít. Với cái thứ hai nữa, thời tiết ở ngoài cũng hơi lạnh, thành thử người ta cũng ngại đi ra ngoài. Bởi vì làm thì phải quá. Phải quá. Làm cái family của mình là ở đây là ở cái phòng này luôn. À, cái nhà bếp công cộng như thế này thì nói công cộng thì cũng không, cũng bao quát quá thì cũng khoảng chừng 5-30 người ở trong cái khu này thôi. Đó thì cũng có một số người ta khúc ở tại caravan của người ta, có một số thì đi ra ngoài này. Bây giờ trước tiên mình trải nghiệm một ít đọt quế mới vừa đi hái về đó các bạn. Thì ở đây họ trồng không có nó nhiều lắm, nhưng mà họ cũng vẫn mời gọi mình để mà nhát ăn chơi, ăn chơi. À, cho ăn lá nè. Vậy họ cũng ấy quá ha. Họ cũng trồng để cho mình có cần dùng để mình hái mình dùng ha. Tại vì họ biết tâm lý mà, có nhiều khi có nhiều người họ đem đồ tới đây nhưng mà lỡ không có một ít rau thì nó cũng hơi khó chịu. Khó cái ta chạy ta ngắt vài đọt cũng thơm. Mà nếu mình đi được chừng 2-3 gia đình đó mà cùng rủ nhau đi chung một cái khoảng thời gian thì nó cần vui hơn nữa. Ăn chim đi. Khó biết ngặt nghèo vậy á. Đây, mời các bạn đi chim cút nha. Cái chim cút này chúng ta ăn là chúng ta phải ra tay, chứ chúng ta không có thể cầm cái cây đũa mà gấp được. Đây, mời các bạn nha, cái đùi nè, cái đùi chim cút ngon quá nè. Ngon. Đợi. Dùng gì luôn. Đây, hai vợ chồng mình uống ngon kia thôi. Uống ngon thôi, tại hôm qua nay cũng uống hơi nhiều rồi. Xin miếng ăn. À. Đã rồi, vô miếng chung cút nào. Ngon. Vô. Ba. Các bạn thân mến, cho phép Hiển xin tạm gác máy ở đây trong chốc lát nha, cho gia đình của mình quay quần ăn cho nó vui, nó còn nóng nè. Rồi, các bạn đừng chuyển kênh. Hiển sẽ trở lại trong chốc lát. Cùng gia đình Hiển trời trời nào nó bây giờ Hiển ngồi trời là mưa quá thì giờ mấy đứa nhỏ nó hoài ăn ở trong cabin của xe luôn, nhưng mà cũng vui cũng ngon. Mưa quá trời mưa rồi, hy vọng là ngày mai là hết mưa để mới đi quay tiếp được, chứ không thôi mưa quá chừng luôn rồi. Mời đại gia đình mến yêu đón xem tiếp chương trình ngày mai của Hiển trời trời coi đi đâu làm gì nha. Rồi bye. Bye các bạn.